Chào mừng các bạn đã đến với kênh của trường âm nhạc Ada Music. Mình đã quay trở lại sau video hướng dẫn rung giọng trong vòng 5 phút. Ở video lần trước thì dưới phần bình luận mình thấy có rất là nhiều câu hỏi hay. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chọn một trong số những câu hỏi đó để trả lời và hướng dẫn các bạn nha. Đây, mình thấy có một câu hỏi đầu tiên, mình sẽ lựa chọn câu hỏi đầu tiên nha. Của bạn Di Ken, cô chỉ cách hát không bị trật nhịp đi ạ. Ok bạn Ken nha, cảm ơn bạn vì bạn đã đặt câu hỏi ở cho trường âm nhạc Ada Music nhé. Và mình tin chắc rằng cũng còn rất là nhiều bạn có chung câu hỏi này như là Ken. Có những bạn thì rất là khó để mà vào đúng nhịp đầu tiên, hoặc là có những bạn gặp vấn đề về cái việc mà giữ duy trì cái nhịp đều đặn trong khi mình hát. Thì điều này sẽ khiến cho việc ca hát của bạn gặp nhiều khó khăn, cho dù chất giọng của mình có hay là mình có hát nội lực như thế nào đi chăng nữa. Rồi, vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách nào để mà mình hát đúng nhịp nha. Đến với cách đầu tiên thì mình cần các bạn hãy cảm nhận âm nhạc và để cơ thể tiếp nhận nhịp trong một bài hát. Các bạn khi mà ở nhà có thể là lấy bất kỳ bài nhạc nào. Còn đối với mình, ở cái bước này thì mình xin chọn một ca khúc. Đó là bài Chỉ Vì Quá Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Lê và được hòa phối khí bởi nhạc sĩ Duy Huỳnh. Rồi, với những bạn đã quá quen với trường âm nhạc Ada Music thì có lẽ anh Trường Lê và Duy Huỳnh cũng không phải là hai cái tên quá xa lạ đúng không nào? Ngoại trừ là nhà sản xuất âm nhạc thì hai người còn là giảng viên thanh nhạc và là giảng viên piano nữa. Rồi, chúng ta hãy cùng quay lại với ca khúc Chỉ Vì Quá Yêu nha. Chỉ vì là tôi yêu quá. Ở cái bước này thì mình cần các bạn lắng nghe thôi. Khoan hãy hát. Chỉ nghe để cảm nhận. Đúng rồi, các bạn có thể thoải mái lắc lư và gật gù theo cái ca khúc này. Chỉ vì là tôi yêu quá. Đúng rồi, bước tiếp theo nữa thì các bạn có thể vỗ tay theo. Hoặc là búng tay. Chỉ vì yêu quá thôi. Đúng rồi. Rồi, bước tiếp theo thì bài hát này được viết ở nhịp 4-4, cho nên chúng ta sẽ đếm nhịp từ số 1 cho tới số 4 và sau đó quay lại số 1. Mình ví dụ nha. Một lần tình cờ gặp nhau tổn thương tình nỗi nhớ. 1 2 3 ngày xưa đó em hai, dáng ba, em gầy mắt em thanh ngây, còn mình là chàng trai ngây ngô quê bốn. Đúng rồi, lý do tại sao nhịp 4-4 lại đếm như vậy thì Duyên xin phép hẹn các bạn ở các video kỳ tới nha. Trước mắt các bạn hãy tập trung và đếm nhịp trong cái bài này giùm mình. Rồi, mình đếm lại nè. 1 2 3 2 3. Chẳng thể nói ra bao nhiêu chuyện anh có yêu thương được đến nay. 2 3 4. Đúng rồi. Không còn như trước. Tiếp tục. Và rồi một ngày không bao lâu. 2 3 4. Tức là các bạn nha. Em đi xa tôi bơ vơ từ bắt đầu. 2 3 4. Chẳng cần lấy thêm bao câu chỉ vì trái tim tôi giờ rất đau. Đúng rồi. Làm rất tốt. Sao muốn mang những lời yêu cho sao? 1 2 3 4 1. Chỉ vì là tôi yêu quá. Ok. Thế thôi. Chẳng có chút thi vị gì với một ai khác. Dẫu đã cố gắng xem như. Rồi, cảm ơn các bạn đã làm rất tốt ha. Ở cách thứ nhất này á thì chủ yếu mình muốn gửi đến các bạn cách để mà các bạn cảm nhận âm nhạc, cảm nhận nhịp phách ở trong từng cái lời bài hát. Rồi, qua đến cách thứ hai thì ở cách này mình xin giới thiệu với các bạn một khái niệm mới, đó chính là metronome. Các bạn đã từng nghe qua chưa ha? Rồi, mình với các bạn sẽ cùng search Google về cái khái niệm này nha. Rồi, như các bạn đã thấy thì metronome chính là một dụng cụ gõ nhịp. Hiện nay thì các bạn không cần phải mua một cái dụng cụ gõ nhịp về để mà đếm nhịp cho chúng ta nữa. Hiện nay thì ở trên Google nó sẽ có cái phần mềm Metronome Online như các bạn đã thấy đây. Các bạn có thể mở cái này gọi là cái gì ta? Các bạn có thể play nó và để nó đếm nhịp cho mình.
Rồi. Chúng ta có thể cộng trừ làm cho nó nhanh hơn hoặc chậm hơn cái tốc độ mà mình muốn để sau đó mình có thể hát theo cái tốc độ này. Mình ví dụ thử cái bài Chỉ Vì Quá Yêu ban nãy nha. Chỉ vì là tôi yêu quá thế thôi, chưa có chút thi vị gì với một ai khác. Đó, ok. Thì mình hát như thế nào, canh làm sao để mà vừa với lại cái nhịp đếm của cái metronome này là được. Nếu như các bạn đi đến một nơi mà không có 3G hoặc là không có internet thì sao ha? Mình đâu thể nào mà lên Google để mà search cái này được. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái gọi là phần mềm. Phần mềm metronome là một cái app ở trên điện thoại đó. Có rất là nhiều app trên điện thoại về cái ứng dụng này. Để mình một xíu nha. Rồi, các bạn có thể lên App Store hoặc là Google Play để mà search cái chữ metronome như hồi nãy mà mình có search cho các bạn xem á. Search cái chữ này. Chúng ta sẽ ra như thế này đây. Có rất là nhiều phần mềm, có rất là nhiều ứng dụng giúp cho các bạn có thể tải về để mà luyện tập cái việc hát đúng nhịp ở nhà. Các bạn có thể vừa mở phần mềm này lên để cho nó gõ nhịp và các bạn có thể hát chung với bài hát mà mình đang tập với đang tập ở nhà hoặc là với giáo viên thanh nhạc của mình. Qua video này thì mình hy vọng các bạn có thể hát đúng nhịp hơn và tìm cách để mà mình có thể luyện tập ở nhà qua những cái ứng dụng điện thoại cũng như là những cái phần mềm online. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ bấm nút đăng ký kênh và like video này nhé. Cảm ơn các bạn. Thank you.